Và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, tôi chính thức tuyên bố khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week.
vị và các bạn có mặt trong buổi tối đặc biệt ngày hôm nay. Đây là chương trình khai mạc của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week Thu Đông năm 2018 tại thủ đô Hà Nội. Đây là lời chào ấm áp từ Sài Gòn của Tùng Leo và người bạn dẫn vô cùng tuyệt vời của tôi tại Hà Nội, Phí Linh. Ladies and gentlemen, welcome to the opening show Vietnam International Fashion Week Fall Winter in Hanoi 2018. This is such a great pleasure for us to be your host tonight. My name is Phi Linh and this is my special brother, senior colleague, my co-host tonight, Tùng Leo. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một trong những phần biểu diễn đặc biệt để chào mừng tất cả quý vị có mặt trong buổi tối mùa thu ngày hôm nay. Màn biểu diễn này tượng trưng cho những gì mà tất cả mọi người đang cùng trò chuyện trên truyền thông cũng như trong tất cả các phương tiện khác. Chúng tôi đang xin được nói đến một sự kiện đặc biệt trước khi diễn ra đêm nay. Ladies and gentlemen, we just opened the show by welcoming you by very special people around us tonight. And these people are the ones who get lots of attention from media and public through the last few days. And may I introduce to you. Và xin được phép tự hào giới thiệu với quý vị sự có mặt của host Nam Trung. Host Nam Trung from The Face Vietnam. Xin được phép giới thiệu mentor siêu mẫu Võ Hoàng Yến. The mentor supermodel Võ Hoàng Yến. Cùng với những gương mặt của các thí sinh chương trình gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2018 do Multimedia GSC là đơn vị sản xuất, đồng thời cũng là đơn vị sản xuất cho chương trình ngày hôm nay. And together on the stage is top candidates from The Face Vietnam 2018. Produced to you by Multimedia Johnson Company, the same organization which has been producing Vietnam International Fashion Week since 2014. Dạ, một tràng pháo lực thật lớn được không ạ? Chúng ta cùng chào đón The Face 2018. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã hỗ trợ chúng tôi trong phần mở màn. Thank you. Thank you all the talents. Quý vị thân mến, chúng tôi chọn The Face 2018 để làm tiết mục chào mừng quý vị trong ngày hôm nay để nói với quý vị rằng Multimedia GSC đang vận động mỗi ngày để có thật nhiều những chương trình thời trang hay, những gương mặt người mẫu xuất sắc, những nhà thiết kế sẽ cùng đến với tất cả chúng ta trong từng sự kiện một. Và ngày hôm nay là một sự kiện như thế. Chúng ta đang cùng có mặt tại đêm khai mạc của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Ladies and gentlemen, may we tell you the reason why we chose them as the people who help us to welcome you to the show, because proudly we are producing, we are trying our best to bring to you the most successful people and the most amazing performance on stage in fashion in Vietnam. And this is the way we bring them to you, to welcome all of you to the show tonight. Ngoài lời chào dành cho tất cả quý vị đang có mặt tại nơi đây, cho phép Tùng Leo và Phí Linh gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi qua trực tuyến trên hệ thống FPT Play, bao gồm website fptplay.vn, ứng dụng FPT Play trên điện thoại, Smart TV và FPT Play Box. And ladies and gentlemen, our show is being broadcasted live on Vietnam International Fashion Week Facebook fan page, FPT Play system including website fptplay.vn, FPT Play mobile application, Smart TV and FPT Play Box. Và đến dự tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam năm 2018 lần này, chúng tôi xin được phép hân hạnh giới thiệu với quý vị sự có mặt của các tổng lãnh sự đến từ các đất nước, các đối tác đồng hành, các nhà thiết kế quốc tế và Việt Nam, các người mẫu quốc tế và Việt Nam, các cơ quan truyền thông báo chí quốc tế và Việt Nam và bạn bè quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia. Một lần nữa xin chào đón tất cả quý vị có mặt trong buổi lễ khai mạc hôm nay. So before we start the show, this is our great honor to welcome all the distinguished guests from embassies and consulate generals of different countries, together with partners, Vietnamese and international fashion designers and models, Vietnamese and international media and press organizations, as well as international friends from over 20 countries. Once again, please give a round of applause to all of us. Thank you.
Quý vị thân mến, bắt đầu từ năm 2011 thì Multimedia GSC đã đặt nền móng đầu tiên cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam và bắt đầu từ đó chúng tôi đã bắt đầu những cơn mơ cùng với nhau. Ngày hôm nay nếu nhắc lại những cơn mơ thì đã quá quen thuộc trong những lần dẫn chương trình của chúng tôi rồi phải không ạ? Xin được phép thay vào đó là những nỗi chờ mong. Ví dụ như bản thân tôi là người có rất là nhiều chương trình nhưng tôi luôn luôn mong chờ đến mùa thu bởi vì đây là cơ hội để tôi được ra Hà Nội và cùng dẫn chương trình với người bạn rất là xinh đẹp này. Chúng tôi chỉ có duy nhất một lần thăng hoa với nhau, đó là tuần lễ này và thôi. Và những sự chờ mong đó còn là sự chờ mong của tất cả quý vị cùng đến với chương trình chính thống nhất của Việt Nam về tuần lễ thời trang quốc tế, nơi mà thời trang Việt Nam và quốc tế gặp gỡ nhau. Ladies and gentlemen, may we tell you the story of Vietnam International Fashion Week. We began the first show in 2014 when Multimedia Johnstone Company organized our very first time in Ho Chi Minh City, officially putting Vietnam on the map of international fashion arena. And until now, after 7 seasons, Vietnam International Fashion Week has confirmed its leading position as a fashion week of international standard. Và nỗi chờ mong của lần này, đó chính là chờ mong chúng ta sẽ cùng thăng hoa một lần nữa với những thiết kế đẹp mắt, những sự sáng tạo tuyệt vời đến từ Việt Nam và quốc tế trên sàn diễn này. Và người chắc chắn là người đang chờ mong sự thành công liên tục của tất cả những buổi biểu diễn để ghi danh Việt Nam nhiều hơn nữa trên trường quốc tế về thời trang, đó chính là bà Trang Lê. Chúng ta sẽ cùng chào đón người sáng lập, đồng thời là chủ tịch của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week, lên sân khấu có đôi lời phát biểu. And now to continue telling our story, we would like to invite Ms. Lê Thị Quỳnh Trang, the founder and president of Vietnam International Fashion Week, to come up to the stage to deliver her opening words. Xin chào Tùng Liêu, chào Phí Thùy Linh và xin cho tôi gửi lời chào trân trọng đến tất cả các quý vị, các vị khách quý, các đại sứ, các đối tác và tất cả những người yêu mến thời trang đã có mặt ngày hôm nay trong buổi khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week. Ladies and gentlemen, may we welcome all of you, our distinguished guests, the representatives from embassies, the talented models and designers, and all the guests coming here tonight with us in the opening show of Vietnam International Fashion Week. Đây là lần thứ 8 chúng tôi tổ chức tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week, và cũng là lần thứ 3 chúng tôi tổ chức tại thủ đô Hà Nội. So this is the 8th time for us with Vietnam International Fashion Week and the 3rd time in Hanoi, the capital of Vietnam. Mỗi lần đến Hà Nội thì luôn luôn mang cho tôi rất nhiều cảm xúc. Bởi vì Hà Nội không chỉ là trái tim của cả nước, mà Hà Nội cũng ở trong tim tôi. Bởi vì Hà Nội cũng chính là trung tâm về thời trang lớn nhất của Việt Nam. Hanoi brings to me lots of emotions every time I come here as the host of Vietnam International Fashion Week, because Hanoi is not the heart of Vietnam, but also the capital of fashion in Vietnam. Và điều đặc biệt đó chính là Hà Nội có thời tiết thu đông rất là mát, rất là lạnh, và điều đó chỉ có ở Hà Nội mới có. And the most important thing I want to tell you is just in Hanoi you can feel the coldness of winter. Bắt đầu điều làm tôi rất vui mừng sau 8 mùa tổ chức đó chính là bắt đầu từ một ước mơ nhỏ nhoi của bản thân tôi. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta đã có một tuần lễ thời trang, không phải chỉ cho Multimedia, chỉ cho cá nhân tôi, mà đã là thành một sự kiện thời trang cho Việt Nam. So starting from my little dream after 8 years, Vietnam International Fashion Week is not a specific program for Multimedia Johnstone Company or for me. It's for fashion in Vietnam, for the fashion industry in this country. Nếu như ngày đầu tiên khi tôi tổ chức Vietnam International Fashion Week, tôi đã từng ước ao rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể sẽ có được rất nhiều các, không chỉ các những người yêu mến thời trang tại Việt Nam quan tâm, mà có rất nhiều các đại sứ sẽ cũng quan tâm đến chương trình này, bởi vì tuần lễ thời trang Việt Nam, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam không chỉ là nơi trình diễn những bộ sưu tập, mà thực sự tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam còn là nơi để có thể quảng bá các nền văn hóa. Và ngày hôm nay tôi rất vui mừng và tự hào bởi vì ngồi trên ghế hàng đầu của buổi lễ khai mạc này có rất nhiều các vị đại sứ đã có mặt ở đây. You know, I think Vietnam International Fashion Week is not a catwalk to bring to you the collections, but the place
where we can popularize the image of Vietnam, and there we can see the exchange of culture in so many other countries. So this is such a great pleasure when at this moment we can welcome the representatives from embassies from many other countries from Vietnam. You are here with us today. Thank you so much for coming with us. Vâng, và chắc tôi cũng không muốn để làm quý vị mất nhiều thời gian nữa. Tôi muốn lời cuối tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thực sự tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đã là một cầu nối để nối các nền văn hóa và kết nối tất cả mọi người. Và tôi chúc cho quý vị sẽ có những ngày thật là nhiều cảm xúc với tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Tôi xin cảm ơn tất cả các đối tác, cảm ơn tất cả các vị đại sứ, cảm ơn tất cả các người mẫu, các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế. Và đặc biệt tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ekip của Multimedia. Những ngày qua các bạn đã làm việc rất là vất vả để có thể tổ chức sự kiện tuần lễ thời trang quốc tế vô cùng long trọng này. May we share our deepest appreciation to all of you as the guests, our distinguished guests in the show. And I also want to share my appreciation to my team, Multimedia, John Stock Company, who made the show for all of you to enjoy tonight. Cảm ơn hai MC Tùng Liêu đã cùng với chị từ những ngày đầu tiên và Phí Thùy Linh cũng như vậy. Xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc quý vị sẽ có một đêm ngập tràn cảm xúc. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, cùng với lời của bà Lê Thị Quỳnh Trang thì chúng ta cũng nhìn thấy được rằng lần này với tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đó không chỉ là một sàn catwalk, đó cũng không chỉ là câu chuyện của sự sáng tạo của từng bộ sưu tập, của từng vẻ đẹp của những người mẫu, mà đó chính là cầu nối về văn hóa và đặc biệt là nơi để những quốc gia khác giới thiệu nền văn hóa của mình đến với Việt Nam. So we really want that the Vietnam International Fashion Week, as Chang Le has said, is not only the catwalk runway for you to enjoy the collection and the creativity from talented designers, but we want to make a bridge. You can imagine this catwalk line as a bridge to connect all the culture and the countries from all over the world together in here with us. Và để có được sự thành công của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, chúng tôi không thể không nhắc đến sự đồng hành của các đơn vị đã cùng đi với chương trình trong thời gian vừa qua. Ngay bây giờ chúng tôi xin được phép mời lên sân khấu để nhận hoa cảm ơn từ ban tổ chức. And you know, we cannot make it possible if we don't have your support. Now we want to share our sincere appreciation to all the partners and supporters who always beside us. Chúng tôi xin được phép mời đại diện của Học viện Đào tạo và Xây dựng Hình ảnh Chuyên nghiệp Image Coach cùng bước lên sân khấu. We honor to introduce and welcome on stage. Xin được phép mời đại diện của Công ty Quản lý và Đào tạo Người mẫu BU Models và Học viện Đào tạo Người mẫu Chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam BU Academy. Xin được phép mời đại diện Học viện Thiết kế và Thời trang London. Xin mời bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn IPP. Xin mời đại diện của Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza. Xin mời đại diện của Khách sạn Intercontinental Hà Nội Landmark 72. Xin mời đại diện của Camellia Lounge. Xin mời đại diện của Trung tâm Thương mại Vincom. Xin mời đại diện của tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam. Xin mời ông Dương Quốc Nam, CEO của thương hiệu nội thất cao cấp Phố Sinh. Xin mời đại diện của FPT Play. Xin mời đại diện của Học viện Trang điểm Tina Lê. Xin mời đại diện của đơn vị cung cấp hoa Litty Forest. Xin mời thương hiệu Ashley Hoàng Nam. Một lần nữa chúng tôi xin được phép mời bà Trang Lê, là chủ tịch của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, cùng bước lên sân khấu để trao hoa cảm ơn cho các đơn vị đồng hành. So right now, we'd like to invite and welcome on the stage one more time Ms. Trang Le, the President of Vietnam International Fashion Week, to deliver the flowers as our appreciation to all the partners and supporters. This is the greatest attitude to
all the partners and supporters who are always beside us. Thank you so much. Một lần nữa, chúng tôi xin được phép thay mặt cho ban tổ chức và khán giả gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với những đơn vị đồng hành đã cùng tạo nên sự thành công của Việt Nam International Fashion Week. Một tràng pháo tay từ tất cả quý vị ạ. Xin chân thành cảm ơn. Thank you for making the success of Vietnam International Fashion Week. Thank you. Xin cảm ơn quý vị và xin mời quý vị về vị trí của mình để tiếp tục theo dõi chương trình. Và kính thưa quý vị, liên tục chương trình thì vào lúc này đây cho phép chúng tôi được mời lên sân khấu những nhân vật quan trọng nhất là linh hồn của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week 2018 mùa thu đông tại Hà Nội. Ladies and gentlemen, now is the time for us to meet the key people of Vietnam International Fashion Week Fall Winter 2018. They are... Chúng ta sẽ cùng chào đón những nhà thiết kế và những thương hiệu Việt Nam và quốc tế cùng có mặt trong tuần lễ này. They are designers and brands who will bring to us a fashion week full of inspiration, glamour and excitement. As for international designers, we would like to call upon designer Mel Erkan from Turkey. Designer Jorge Duque from Colombia. Designer Giovanna Bedua of fashion brand Giovanna Louis from Haiti. Về phía các nhà thiết kế và thương hiệu Việt Nam, xin được mời ra sân khấu nhà thiết kế Lâm Sa Khang. Xin mời nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyện. Top 5 nhà thiết kế đến từ Học viện Thiết kế và Thời trang London, nhà thiết kế Lê Ngọc Hà Thu, nhà thiết kế Hoàng Hiền Linh, nhà thiết kế Nguyễn Trí Nghĩa, nhà thiết kế Hà Thông và nhà thiết kế Park Suyon. Xin được phép mời thương hiệu Veston Ngọc Lan, thương hiệu Emspo, thương hiệu Happy Clothing, thương hiệu Owen by Hoàng Minh Hà, thương hiệu Ruby's BU, thương hiệu Butuni, thương hiệu thời trang Việt Tiến, concept store đa thương hiệu Flannery. Và một lần nữa, chúng tôi xin được phép mời bà Lê Thị Quỳnh Trang cùng bước lên sân khấu để trao hoa dành cho các nhà thiết kế và các thương hiệu thời trang. And right now on the stage, Miss Lê Thị Quỳnh Trang is presenting herself with the flowers to our designers and brand representatives. We want to invite on stage designer Giovanna Benoit, the fashion brand Giovanna Louis from Haiti. Giovanna Benoit, where are you? Và xin quý vị dành một tràng pháo tay cho những nhà thiết kế và những nhãn hiệu thời trang Việt Nam và quốc tế có mặt trên sân khấu, những người sẽ tạo nên thành công của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2018 tại thủ đô Hà Nội. Thank you all the talented designers. You are the key people of Vietnam International Fashion Week. Và vào lúc này, chúng tôi xin mời tất cả các nhà thiết kế cùng với bà Lê Thị Quỳnh Trang sẽ ở lại sân khấu để chuẩn bị đến với giây phút đặc biệt của chương trình khai mạc hôm nay. And I would like all of you to stay back on the stage to witness the important moments of Vietnam International Fashion Week. Và trước khi cùng đến với giây phút khai mạc, chúng tôi xin được phép mời lên sân khấu những nhân vật quan trọng của chương trình. Đây được xem là những ngài đại sứ của chương trình. Xin được phép mời ngài Akif Ayhan, đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam. And now I would like to invite on stage very special important person. They are the strategic partner of Vietnam International Fashion Week, His Excellency Mr. Akif Ayhan, Ambassador of Turkey to Vietnam. Xin được phép mời bà Claudia Zambrano, đại sứ Colombia tại Việt Nam. Her Excellency Miss Claudia Zambrano, Ambassador of Colombia to Vietnam.
xin mời ngài John Leslie Benoit, đại sứ Haiti tại Việt Nam. His Excellency Mr. John Leslie Benoit, Ambassador of Haiti to Vietnam. Xin được phép mời bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn IPP. Mrs. Lê Hồng Thủy Tiên, Director General of IPP Corporation. Xin được phép mời ông Dương Quốc Nam, CEO thương hiệu nội thất cao cấp Phố Sinh. Mrs. Dương Quốc Nam, CEO Phố Sinh Furniture. Và xin được phép mời bà Trần Nguyễn Thiên Hương, đại diện tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam. Mrs. Trần Nguyễn Thiên Hương, Chief Editor of Harper's Bazaar Việt Nam. Và kính thưa quý vị, trước khi cùng đến với chương trình chính thức thì cho phép Tùng và Phí Linh sẽ cùng trò chuyện với những nhân vật đặc biệt nhất đang có mặt trên sân khấu cùng với các nhà thiết kế và các nhãn hiệu thời trang Việt Nam và quốc tế. Câu hỏi đầu tiên cho phép chúng tôi được đặt câu hỏi dành cho những ngài đại sứ đang có mặt chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi dành cho quý vị đó chính là: xin quý vị cho chúng tôi biết lý do tại sao quý vị lại quyết định tham gia vào tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week thu đông 2018. So right now, may we have a very short interview to all of you who are presenting here. As the ambassadors who joined Vietnam International Fashion Week, what reason bring you to Vietnam International Fashion Week? Okay. Here the mic comes to the ambassador of Colombia to Vietnam. Thank you. On behalf of the government of Colombia, I would like to express our deepest gratitude to Multimedia and Ms. Changle for this invitation. And it's a pleasure to have Jorge Duque, our Colombian designer, show you our capacity, the creativity, and the huge industry, Colombian industry on fashion. So we will hope that you enjoy. Thank you for all sponsors also. And thank you. Thank you so much. It's a great opportunity to Colombia to show you our fashion industry. Thank you. Vâng ạ. Bà Colia vừa chia sẻ với chúng ta đây là một niềm vinh hạnh rất lớn cho Colombia với một nhà thiết kế đầy tài năng tham gia vào Vietnam International Fashion Week. Và thông qua tuần lễ thời trang này thì Colombia muốn mang đến một tinh thần thời trang của đất nước của bạn, cũng đồng thời với việc mang đến một chút hơi thở từ nền công nghiệp thời trang có thể nói là cũng rất phát triển tại Colombia. Một lần nữa xin được cảm ơn Multimedia Johnson Company đã giúp đỡ chúng tôi để biến điều đó thành hiện thực trên sàn diễn này. Thank you. Yeah, from Turkey, please. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this gathering, international gathering. And this is the third time we are attending, but the Turkish participation is the first time in many years. And we have got Mert from Istanbul designer. There are many reasons why a country should be represented. Two main reasons, two folds. First of all, the way it's the very professional and competent way this event is being realized and, you know, carried out, conducted. I was very convinced, thanks to Madame Chang Li. I have already attended Ho Chi Minh event, Hanoi event, again Hanoi event. So it was high time for Turkey to be represented. It's not a country representation, it's individual, thanks to the contributions from our private sector. It's a public-private partnership project. And I hope it will be very successful. The second way is a cultural conveyor between Vietnam and Turkey. This year we are celebrating 40th anniversary of our relations with Vietnam. 40. So we are so proud and gratified thanks to this event by Madame Chang Li. And let me wish all the success, all the best. Chúc mừng. Thank you. Thank you so much. That's so sweet. Vâng ạ. Ngài đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam vừa chia sẻ có rất nhiều lý do vì sao họ lại có mặt ở đây, nhưng mà có hai lý do lớn. Lý do đầu tiên là vì sự chuyên nghiệp của khâu tổ chức của Vietnam International Fashion Week. Họ đã tham gia mùa thứ 3 nhưng lần này là lần đầu tiên họ có nhà thiết kế tham dự vào trong tuần lễ thời trang này. Và lý do thứ hai đó là họ cũng rất mong muốn, giống như những gì chị Trang Lê vừa chia sẻ, đó là một cây cầu kết nối văn hóa và nền công nghiệp thời trang giữa hai quốc gia, khi mà năm nay cũng là năm thứ 40 kỷ niệm quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy chính là lý do vì sao mà ông cũng đang đeo trên ngực chiếc huy hiệu kỷ niệm trương cho sự hợp tác hữu nghị vô cùng tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn cho tấm thịnh tình này. Yeah, congratulations.
Cho phép chúng tôi được hỏi câu hỏi ngắn tiếp theo dành cho anh Nam và chị Tiên ạ. Là những người đã theo cùng với chương trình Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam rất là nhiều mùa, đặc biệt là từ những mùa đầu tiên như anh Nam và chị Tiên là trong suốt khoảng thời gian vừa qua, thì anh chị đang có cảm xúc như thế nào đến với mùa Tuần lễ Thời trang lần này ạ? Chắc là xin phép Tiên cho Nam nói trước. Thực ra thì khi mà tham dự Tuần lễ Thời trang từ những ngày đầu, thì đầu tiên thì tôi có ba cái gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là nội thất và thời trang thường là liên quan tới nhau. Thứ hai là tham gia là bởi vì muốn giới thiệu thời trang của Việt Nam đến tất cả các bạn trên thế giới và ngược lại. Và cái cuối cùng, bởi vì tôi và Trang là hai người bạn rất thân, Trang làm cái gì tôi đều ủng hộ và ngược lại. Xin hết. Dạ, cảm ơn anh. Thank you. So as the CEO of a furniture brand in Vietnam, very famous one, he shared with us that it's not only the very close relationship between him and Mrs. Chang Le, but it also the chance for him to connect the mutual value between furniture and fashion designers. And he think that with all that values, they can bring together to the amazing performance on this catwalk. Thank you. Dạ, xin mời chị Thủy Tiên ạ. Xin chào tất cả quý vị. Tôi cũng là một người bạn rất thân thiết với chị Trang Lê. Tôi nhìn thấy được ở chị một cái niềm đam mê thời trang và dám đương đầu với mọi thử thách khó khăn. Và bây giờ chị đã thành công. Xin chúc mừng chị. Đối với tôi, đây là một cái ý nghĩa sự kiện thời trang rất là bổ ích và rất là mang tính nhân văn. Đây là một cái cầu kết nối giữa thời trang trong nước và thời trang quốc tế, là một nhà phân phối rất nhiều nhãn hiệu thời trang ở Việt Nam. Đây cũng là một cái sân chơi rất là bổ ích cho chúng tôi với danh nghĩa là những nhà kinh doanh thời trang. Và cũng như nó đem lại những cái niềm đam mê hứng khởi cho tất cả các bạn và những fashionista và những người đặc biệt yêu thời trang của Việt Nam. Xin cảm ơn chương trình và cảm ơn chị Trang một lần nữa. For me, among fashion entrepreneur and fashion brand distributor in Vietnam, I really appreciated how Chang Le has built this brand of Vietnam International Fashion with her great passion. And also, she's the one who dared to face with all the challenges. And that's why we are here today with her to celebrate the opening ceremony of Vietnam International Fashion Week for the third time in Hanoi and the eighth time overall. Thank you. Dạ, và vẫn còn một người phụ nữ nữa Tùng cần phải trò chuyện, bởi vì đây là một trong những điều rất là thú vị của chương trình chúng ta ạ. Chị Thiên Hương đến từ Harbor Bazaar Việt Nam. Mỗi một khi Harbor Bazaar xuất hiện cùng với Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam đều mang đến một trong những điều thú vị nhất. Và lần này cũng rất mong chị sẽ nêu ra điều đó ngay từ giờ phút này để mọi người cùng biết ạ. It's like a commission, right? Yes. Xin chào tất cả các quý vị đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Mỗi lần mà đứng đây tại Tuần lễ Thời trang cùng với Trang Lê và những vị khách quý, tôi đều cảm thấy xúc động vô cùng. There are a lot of emotion for me as one of the people who standing here with Trang Lê. Đã là một người bạn, một người đồng hành cùng với Trang suốt từ những ngày đầu tiên Trang khởi sự về thời trang và người mẫu, tôi chứng kiến tất cả những gì Trang đã làm để phát triển ngành công nghiệp người mẫu và thời trang tại Việt Nam. I have witnessed all the effort that Trang has made for this for her career in fashion. Và tôi cho rằng đó là trách nhiệm của chúng tôi, bởi vì với vị trí là một trong 31 tổng biên tập của Harper Bazaar trên toàn thế giới, tôi có trách nhiệm sát cánh cùng người bạn của tôi để làm sao thúc đẩy ngành công nghiệp thời trang tại Việt Nam. I'm one of 31 chief editor of Harper Bazaar all over the world. I think this is a responsibility for me to be partner, strategic partner with Trang to promote Vietnam fashion industry. Và ngày hôm nay chị Trang với tôi cũng có một món quà nhẹ nhẹ cho tất cả những khán giả có mặt ở trong khán phòng ngày hôm nay, bởi vì không có tuần lễ thời trang nào thành công nếu như không có những vị khán giả nhiệt tình nhất,
tuyệt vời nhất và trang phục đẹp nhất đến với tuần lễ thời trang. We know that we cannot be successful without all of you coming here, without your support. So that's why we want to give you a small gift. Every one of you will got the gift. Dạ vâng, không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa. Harper's Bazaar trong 3 đêm của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2018 sẽ chọn ra mỗi đêm 2 quý khách mặc đẹp nhất để trao giải Best Dressed. So we will have a special prize for all of you. Each night we will pick up 2 special guests as the one who get the prize Best Dresses of the Night from Harper's Bazaar. Và hình ảnh của quý vị sẽ xuất hiện trên Harper's Bazaar Việt Nam, cũng có nghĩa là hình ảnh quý vị sẽ xuất hiện trên toàn thế giới. And we will put your image on our magazine Harper's Bazaar Vietnam, and it also means that your image will come to Harper's Bazaar International all over the world. Xin cảm ơn quý vị. Chúc tuần lễ thời trang một mùa tuyệt vời nhất, thành công nhất. Thank you. Và kính thưa quý vị, trong giờ phút đặc biệt này, khi tất cả những nhân vật quan trọng nhất, những nhân vật tạo nên thành công và linh hồn của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week thu đông 2018 đang có mặt trên sân khấu, chúng tôi xin được phép mời bà Trang Lê, đại diện cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, tuyên bố khai mạc tuần lễ. And now is the key moment of the night. Miss Trang Lê will announce to you the opening of Vietnam International Fashion Week. Vâng, kính thưa quý vị. Và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, tôi xin tuyên bố khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week thu đông 2018. Và kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta chính thức khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week 2018 thu đông tại thủ đô Hà Nội. So ladies and gentlemen, we officially launch Vietnam International Fashion Week Fall Winter 2018 in Hanoi. We wish you to have enjoyable moments with us. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you all the artists.